Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan đơn vị, cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, cấp cơ sở của các tỉnh ủy, cùng hơn 959.000 cán bộ, đảng viên ở 7.439 điểm cầu từ Trung ương tới cơ sở trên toàn quốc. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng gần 7.000 đảng viên ở 71 điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở. Trong thời gian 2 ngày, hội nghị sẽ quán triệt 5 chuyên đề, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Hội nghị được tổ chức nghiêm túc, khoa học, thực chất, hiệu quả và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Qua hội nghị, góp phần giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới cho các văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động để tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội. Khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh: các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu các cấp cần thực hiện tốt 5 vấn đề trọng tâm. Trong đó, việc nghiên cứu học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là phải sớm đưa nội dung nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tập trung xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy sự phát triển của mỗi địa phương, đơn vị. Mỗi cán bộ đảng viên phải nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng phải nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức để xác định và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2025. Trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng. Đặc biệt, sớm cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung nghị quyết Đại hội 13 thành luật pháp, cơ chế, chính sách để sớm thực thi trong đời sống, kịp thời khắc phục hạn chế yếu kém mà Đại hội 13 đã chỉ ra. Theo chương trình, hội nghị sẽ triển khai quán triệt 5 chuyên đề. Trong ngày làm việc đầu tiên, giới thiệu quán triệt chuyên đề, báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nhắc lại chủ đề Đại hội lần thứ 13 của Đảng với 5 thành tố trọng tâm, trong đó nhấn mạnh nội hàm mới của những nhân tố này. Nhìn toàn cục của báo cáo, có 2 nội dung bao trùm và xuyên suốt, đó là khẳng định một cách đầy đủ, toàn diện nhất vai trò lãnh đạo của Đảng. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thứ hai là nội dung dân là gốc, nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là cội nguồn sức mạnh trong công cuộc đổi mới. Bên cạnh những thành tựu, mục tiêu giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đề cập đến những nội dung mới trong xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, vấn đề công tác cán bộ và phòng chống tham nhũng lãng phí tiếp tục được đề cập rất rõ ràng trong báo cáo. Theo đó, công tác xây dựng Đảng về cán bộ không chỉ chúng ta lựa chọn đúng, phát hiện đúng, đào tạo đúng, sử dụng đúng, quy hoạch đúng, bổ nhiệm đúng, mà còn phải xây dựng được cơ chế để bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, phải làm việc được trên môi trường quốc tế. Công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng chống tham nhũng mạnh hơn, quyết liệt hơn, bài bản hơn. Nhưng trong này có nhấn mạnh là chúng ta phải hoàn thiện hệ thống pháp luật để không dám tham nhũng. Chúng ta phải có cơ chế khuyến khích để người ta không muốn tham nhũng. Chiều ngày 27 tháng 3, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, truyền đạt chuyên đề về báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nêu rõ những kết quả, thành tựu, đặc biệt là triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế yếu kém, tiếp tục chỉnh đốn Đảng, hoàn thiện hệ thống tổ chức Đảng, tổ chức nhà nước, giám sát thực hiện các quy chế để nêu cao vai trò trách nhiệm của tổ chức Đảng và đảng viên. Ngày 28 tháng 3,
Các đại biểu dự hội nghị sẽ được nghe truyền đạt chuyên đề 3 về chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Chuyên đề 4, những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, và chuyên đề 5, những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. Trước đó, vào ngày 9 tháng 3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành chỉ thị số 01 về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Chỉ thị nhấn mạnh, công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đại hội 13 của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, kết hợp tự nghiên cứu với phổ biến, quán triệt, nhấn mạnh làm rõ những vấn đề mới, cốt lõi, nêu cao trách nhiệm của báo cáo viên, người đứng đầu cấp ủy trong báo cáo truyền đạt nghị quyết, cũng như cán bộ đảng viên trong học tập nghị quyết, đặc biệt là sự nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp.